Ngày 1 tháng 11, tại thành phố Giang Nghĩa, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông ngày 1 tháng 11 năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong toàn tỉnh. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông, dự có ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng phụ trách Cục chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông có ý nghĩa quan trọng, là dịp để toàn xã hội, mọi người dân cùng nhìn nhận, đánh giá, nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, ngành và toàn dân, đảm bảo sự thành công của nhiệm vụ này. Trước đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Đắk Nông đã xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, được thực hiện đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trên cơ sở này, tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 09 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 570 năm 2022 thực hiện nghị quyết số 09. Đây là định hướng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương. So với một số tỉnh thành trong cả nước, nhiều tỉnh thành trong cả nước, chúng ta triển khai chuyển đổi số là hơi muộn và chậm. Điều kiện kinh tế mặc dù rất khó khăn, nhưng cơ bản phải nói là tỉnh ủy, ủy ban và các đơn vị địa phương cũng đã nhận thức được rất có vai trò chuyển đổi số. Cho nên bước đầu chúng ta đã tập trung nguồn lực cao nhất có thể cho chuyển đổi số và đã được những kết quả phải nói là rất tốt. Năm 2023 được xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, chúng ta cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là bám sát các chủ trương, chiến lược, định hướng về chuyển đổi số quốc gia, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư theo chính sách ưu đãi hỗ trợ của tỉnh. Ba là xây dựng tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cho tỉnh, triển khai các kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có. Về vấn đề này thì ban cán sự ban tỉnh đã chỉ đạo ban tỉnh là rà soát toàn bộ lại tất cả cán bộ công chức viên chức của chúng ta hiện nay là đã được đào tạo qua ngành công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó sẽ sở nội vụ tham mưu đề xuất làm sao chúng ta cân bằng được cái này, không để chỗ nhiều quá mà chỗ ít quá. Hiện nay chúng ta đang khó khăn cái này và chúng tôi cũng đã chỉ đạo một số đơn vị, đặc biệt là sở giáo dục, trường cao đẳng nghề là đã kết nối với lại một số trường đại học để chúng ta làm sao có cái đào tạo ngoài giờ, trong giờ gì đấy về công nghệ. Chứ hiện nay nhân lực chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong gần 2 năm triển khai nghị quyết số 09 của tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh dần hoàn thiện. 71 trên 71 xã phường thị trấn được kết nối cáp quang đến trung tâm, tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 4G đạt 99%. Chính quyền số được hình thành thông qua vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC cấp tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông, cung cấp trên 800 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và kết nối thành công 510 thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP của tỉnh đạt 8,27%, tăng 1,63% so với năm 2021. Toàn tỉnh có 100% đơn vị, tương đương gần 4.000 đơn vị áp dụng hóa đơn điện tử. Trên 662.000 tài khoản hồ sơ sức khỏe điện tử được khởi tạo thành công, đạt 100%. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phủ sóng, phổ biến rộng khắp. Việc phổ cập danh tính số được các địa phương triển khai đồng bộ. Tính đến tháng 10, toàn tỉnh thu nhận trên 322.000 tài khoản định danh điện tử, đạt trên 99%. Trong đó, trên 74% tài khoản được kích hoạt thành công, trên 490.000 căn cước công dân gắn chip được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế. Thời điểm tại, thì Công an thành phố đã đăng ký trên 87% và kích hoạt trên 82% tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố. Để đạt được kết quả đó, thì trong thời gian qua, Công an thành phố đã đánh giá, khảo sát, điều tra tình hình thực tế từng địa bàn dân cư. Công an đã chủ động đề ra những biện pháp tăng cường là tập trung làm tại khu dân cư, tại trường học và tại các cơ sở tôn giáo.
đánh giá cao những nỗ lực cùng sự chuyển mình của tỉnh Đắk Nông trong chuyển đổi số chặng đường vừa qua, Phó Cục trưởng phụ trách Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Phú Tiến cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ngay từ bây giờ, tỉnh Đắk Nông và các tỉnh thành phố trên cả nước phải tiếp tục thúc đẩy các giải pháp toàn diện, đồng bộ, thực chất để trở thành những tỉnh thành phố số, đích đến cuối cùng là phục vụ người dân. Bởi vậy, người dân cũng cần tích cực đồng hành, tham gia chuyển đổi số, thay vì chỉ coi đây là nhiệm vụ của chính quyền, của ngành thông tin truyền thông và các ngành chức năng. Chúng ta muốn chuyển đổi số thì người dân phải là công dân số. Người dân có công dân số thì đầu tiên là người dân phải có nhận thức và kỹ năng số cũng như thiết bị số. Chúng tôi cũng rất mong muốn là người dân càng ngày càng có cái nhận thức thực sự chuyển đổi số là phục vụ cho mình, phục vụ cho cuộc sống của mình. Thì khi người dân thực sự lên môi trường số thì sẽ kích thích cho kinh tế số và xã hội số, tác động làm kinh tế số phát triển và cũng như chính quyền số phát triển. Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã bấm nút khai trương ứng dụng Đắk Nông C. Đây là nền tảng để người dân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Đắk Nông tương tác trên môi trường số. Đến nay, ứng dụng đã có hơn 13.000 lượt cài đặt, sử dụng với nhiều tiện ích và đang tiếp tục được phát triển, mở rộng.